Rồi em lên một con rết nha mọi người. Con rết hiệu nha. Con rết này trong nước 100 m nè. 6 kim. Bản là bản hoa văn của carbon nè mọi người. Trời nhìn men gì đâu luôn nha. Dây là dây phủ lớp da giải jean bên ngoài, lót da bên trong nè. Trời nó đẹp khủng luôn mọi người ơi. Ở đằng sau nè nha. Nó full hộp. Đẹp không? Em rất là thích cái dạng dây jean như vậy, nhìn nó rất là bụi, nhìn ngầu lắm. Nó đẹp ha. Màu này cũng đẹp nữa. Màu muối tiêu, cái lộn màu là carbon nè. Là hoa văn carbon bên trong ở ngoài nè. 6 kim nha mọi người. Nó 6 kim nè ha. 6 kim rất là đẹp luôn. Rồi, con này bữa nay full hộp thì em xả luôn 1 triệu 6 nha. Bữa trước em bán 1 triệu 8 luôn đó nha mọi người. Nên mà giờ em xả luôn cho nó mau hết nè. Full hộp như vậy luôn, size em sẽ đo nha.